Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tới một tựa game mới mang tên là Nexomon phần 2 anh em. Thì mình có chơi một cái tựa game Nexomon cách đây chắc tầm khoảng 2 năm rồi. Khá là hay nhưng đấy là phần 1 rồi, còn đây là phần 2 nó sẽ có nhiều loài thú mới hơn và thế giới mới dĩ nhiên rồi. Ok và nếu video được 1.000 like ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Nexomon nhé, tập 2 nha anh em. Ồ, có nhiều loại thú mới đấy anh em ạ. Thích rồi đấy. Tuyệt vời đấy. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá. Có cả mèo kìa. Đây là chính chủ nha anh em, game chính chủ luôn đấy, không phải là game nhái đâu. Gì đây anh em ơi? Có chuyện gì đây? Có con gì đây anh em? Trong thời xa xưa, Omicromon này anh em, kiểu dạng như vậy sao? Xem nào. Con này là con gì ta? Con này à? Cái gì à? Sự quái dị dẫn dắt các vào quên loãng à? Và như vậy sao anh? Tai họa. À đây là cái phần 1 đúng không anh em? Nhóm anh hùng dũng cảm mà tìm ra cách vượt qua Omicromon, đây là phần 1 à? Anda là một cái tự thần hóa gì? Ok, con này là cái con ở trong phần 1 này anh em. Anh em có nhớ con này không? Con này trong phần 1 luôn. Chắc chắn rồi. Rồi, cho phần 2. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Cái vương miện à? Cái vương miện anh em. Khu cái kia nhiều chỗ này đã cằn cỗi anh em ạ. À, kia mình là vị anh hùng. Phần 1 mình thành vị anh hùng rồi. Bây giờ là được dựng cả tượng anh em ạ. Cả gọi là cả thế giới nó ngưỡng mộ luôn. Hay thế nhở? Nhưng chắc chắn nó sẽ có một cái hiểm họa gì đó. Nhưng extinction, thời đại tuyệt chủng à anh em? Đây thời đại tuyệt chủng à? Là sao? Tuyệt chủng về Nexomon á? Hay là như thế nào ta? Wow, nhìn đồ họa đẹp thật sự luôn. Cái gì đấy? Chúng ta sẽ làm xem như thế nào đây. Wow, kiểu như bị sao anh em ạ? Nhìn xem này. À, và nhìn xem này. Tell me cái gì đây? Bạn tên là gì? Hãy nói cho tôi biết bạn tên là gì. Mình sẽ đặt tên của mình là Thành Ezzy dĩ nhiên rồi anh em. Game này thì lại không có phiên bản trên Android và iOS, chỉ có phiên bản PC. Khá là buồn cho anh em chơi Android và iOS. Rồi ta trở lại đây, huyền thoại anh em ạ. Ok, qua cho anh nhanh cái để xem cho Pokemon nào. Úi cái gì đấy, một con tàu anh em ạ. Một con tàu bay, một con tàu ở trên không gian đang bị rơi xuống. Đấy, với cái đồ họa từ ngày xưa luôn, đồ họa rất là đẹp anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ồ bạn đây rồi, nhìn đây, mình thấy thằng ở đang ở trên con tàu ấy, anh em ạ. Kiểu chắc là như vậy. Rồi, airship, tàu bay đúng không? Bạn đang ở trong một chiếc ở trên một cái chiếc airship, một cái thuyền bay à? Kiểu thuyền trong không gian đấy. Đúng, đó là bạn. Vãi trưởng. Hoặc là nó. Trời ơi, mình sẽ chọn một trong những cái hình dạng này để mình bắt đầu vào cái thế giới này anh em nha. Hình dạng nào đẹp nha. Wow, cái là đội mũ này. Đây là cái dạng ở trong ấy đây, trong cái phiên bản cũ này anh em. Quả tóc nhìn trông ngáo vãi. Đội mũ rồng đen à? Mũ nào đây? Chơi cái nào chỉ cho đẹp nhất đây? Ok, tôi sẽ lấy cái mũ ạ. Tôi sẽ lấy mũ rồng trắng. Cái này là con gái à? Con gái con trai đây. Con trai, cho con trai anh em. Oh no 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 no. Đây đây, ấn cái này luôn anh em nha. Tôi chọn cái trang phục này thì mới được. Phần giới thiệu nó hơi lâu. Phần giới thiệu nó hơi lâu một tí xíu nha anh em. Oh đừng lo lắng anh bạn. Gì đây? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ... Con tàu đang bị rơi mà. Ui, con gì đây? Đẹp thế. Ui, con bạo chúa Nexomon mới à? Đẹp nhờ. Wow, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. I cannot believe my eye. Wow,
Wow, kinh thật luôn anh em ơi. Làm thế nào nó đến với cái điều này? Tại sao điều này lại xảy ra? Thành nghe gì? Ok, đây là mình á, không phải. Đây là giáo sư anh em ạ. Đây là giáo sư, thằng nhóc đó đã phản bội chúng ta rồi. Oh, what the fuck? Tại sao lại bảo mình? Cậu bé đó đã phản bội chúng ta rồi. Mọi thứ mà chúng ta đã xây dựng, mọi thứ chúng ta đã và đang đấu tranh. Cái gì đấy? Uầy, thằng này đây anh em. Thằng này thằng át chủ bài đấy chăng? Sức mạnh. Đây là sức mạnh gọi là thô à? Sức mạnh sao? Raw là thô à? Sức mạnh gọi là thuần chủng à? Hay như nào đấy? Sức mạnh của tự nhiên, sức mạnh gọi là classic ấy, cổ điển ấy, dạng dạng như vậy. Sự gian ác tuyệt đối như vậy. Cái này sẽ kết thúc cả cái ngày này chúng ta rồi anh em ạ. Ngày cuối cùng của chúng ta. Hey. Đây là 4 kiểu là huấn luyện viên tài ba anh em ơi. Kiểu dạng như vậy. Amelie, chúng ta phải rút ngay. Lui ngay, không đáng đâu. Chúng ta phải rút lui ngay anh em ạ. Nói đi, Edward. Hãy lắng nghe tôi. Và lắng nghe cho tốt à. Hơi khó hiểu cái đoạn này. Nhiều câu mình không dịch được à. Gì đây, từ đang không dịch ra. Nếu chúng ta muốn cứu hành tinh của mình, Thành Ezio phải tiêu diệt. What the fuck? Tại sao tôi lại bị tiêu diệt? Không thể hiểu được. Hay mình dịch sai nhỉ? Hay sao mình phải tiêu diệt anh em? Hãy đứng cùng tôi, cao cả và kêu hãnh chống lại toàn bộ cái ác. Hơi hay đấy, câu chuyện hay đấy anh em. Câu chuyện cái này thì nó đen tối hơn so với cái câu chuyện của Pokemon anh em nhá. Người dân của chúng ta sẽ đứng dậy khi Thành Ezio sụp đổ. What the fuck? Không hiểu, thật sự tôi không hiểu cái câu này cho lắm. Thế, không hiểu lắm nhưng mà thôi kệ đi anh em. Ra. Ok, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn. Gì đây? Bạn đã tiêu diệt tất cả chúng tôi, Thành cái gì? Bạn thật đáng nguyền rủa. Lâu thế nhở? Sao tôi không đến vào cái câu chuyện chính là chúng ta sẽ được điều khiển? À đây rồi. Đây rồi. Người anh em ơi, tôi vào rồi game rồi đây. Wow, đẹp đấy. Đây chính là mình đây anh em ơi. Đây chính là mình, tôi biết nó. Bạn đang làm gì vậy? Thành AZ. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đây là đâu nhỉ? Tên này là Nora anh em ạ. Bạn không biết hình như là bạn không biết. Bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Thực ra thì tôi cũng không biết. Cái gì? Hay thật. Thật ra thực sự không biết đây là ngày gì thật anh em ạ. Ngày quái gì? Chịu, không biết luôn. Mà con này nó tức giận rồi anh em ạ. Ok. Không thể hiểu được rồi. Nghiêm túc à, bạn đang đùa à? Làm sao bạn có thể không biết nó Thành EZ? Không biết được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ trở thành một trong những người thuần phục thực sự nào. Ok. Dạng dạng như kiểu là hôm nay là chúng ta trở thành người thuần phục, thu phục các cái Nexomore đây anh em ạ. Kiểu dạng như vậy. Đi lấy đồ từ kho anh em. Chúng ta sẽ... Nếu bạn thậm chí còn có thể nhớ nó ở đâu. What the fuck, tôi không biết nhớ cái kho ở chỗ cái nào. Đẹp ghê. Đây là nhà mình anh em ơi. Ồ, thằng này có thằng bé đang ngồi đọc truyện này hay cái gì ở trên này này. Ở trên bàn có cái gì đó. Oh, 20 coin, yes. Yeah, đây có quả trứng gì đó. Ôi, apple, táo, có cái hòm ở đây. 50 coin. Tuyệt vời. Chúng ta đã chạy sẵn rồi anh em ạ. Con bé đang đọc sách cái gì đấy. Nhưng mà chúng ta cũng không cần quá quan tâm đâu. Hết đồ chưa nhở? Gần như là hết đồ rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ tới nhà kho để tìm cái quái gì đấy. Thế nó bảo như vậy nhưng không biết là tìm cái gì. Ok, chúng ta cần tìm cái nhà kho. Nhà kho ở đâu ta? Đây à? Đây là cửa sổ anh em ạ. Đây có một cái đường đi đâu đó. Tất cả chỗ cửa này thì bị khóa hết này. Điều này, cái căn phòng này đã bị khóa rồi anh em ạ. Không làm gì được luôn. Ở trên này có một cái đồ gì nè, nhìn có vẻ khá là hay. Nexo Jab, cái này để bắt
bắt đấy anh em ạ, bắt thú anh em ạ, hay đấy. Con này con giúp việc đây, con bé giúp việc. Ông già không cho ai vào cấp vào trong những căn phòng cấp trên mà không được giám sát, kiểu kiểu dạng như vậy đấy. Nó phải tức giận đấy. Thôi mình không cần nói chuyện quá nhiều đâu. Có thằng bé ở đây nữa, mình có nên hỏi chuyện nó không, xem có thông tin gì mới hay ho không. Trong này có như có cả hệ rồng hay sao nhỉ? Có thêm rồi, bạn có nghe nói về loài rồng gần đây của Nexomon hay không? Thật ra thì tôi cũng không biết cái loài rồng hay loài nào. Nhưng mà chúng ta sẽ có nhiệm vụ khác, chúng ta không sẽ ở đây đâu. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Đi nào người anh em. Nexomon nhìn nhìn vẫn đẹp như ngày xưa nhờ. Mình đã đợi phiên bản 2 này lâu lắm rồi đấy, thật sự luôn. À, có đồ kìa anh em. Có đồ, bên này có đồ nha. Đây, chỗ bên này cũng có một cửa. Ui, chỗ này nhiều đồ vết. DC, như là hồi máu, Poison. Cái này là Ether. Ok, vẫn là các thứ. Ôi, thằng này giống thằng Ash ở trong Pokemon đấy. Rất là giống luôn anh em ạ. Thế chắc là cốt truyện chính của chúng ta. Ok. Tôi thấy rằng ai đó rất háo hức để trở thành người thuần hóa, người gọi người ấy huấn luyện Pokemon ấy, tôi phải bổ sung lại phòng chứa. Ok, để lại một số poison cho các nhà thám hiểm đồng nghiệp của bạn. Thành Eji lấy hết sạch rồi anh em ạ. What the fuck? Tôi lấy hết rồi anh em ơi. Tôi lấy hết sạch tất cả thứ rồi. Có hai cửa anh em nhá. Đấy rồi. Ôi, à không phải, đây là Revive. Chúng ta nhận được một cái Revive. Đồ họa đẹp quá anh em, thật sự là cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn ý. Tôi thề, thề là nhìn rất là chất lượng luôn. Một cái game như thế này. Ok, mình sẽ đi ra ngoài phát. Đây rồi, đây là ông trưởng làng à. Lần này là không phải giáo sư nữa anh em ạ. À đây, con hôm nay đây. 1, 2, 3. Chỉ có duy nhất có 3 đứa trẻ trong năm nay. 4 chứ anh em. Mình là thứ tư mà. Xin chờ một chút. Chúng ta vẫn còn một người nữa anh em nhá. Chắc chắn rồi. Tôi chắc chắn là anh em đang trên đường tới. Wow. Tại sao chúng ta phải chờ đợi Thành Eji? Chúng ta lãng phí thời gian đang chờ đợi mình. Buồn cười vãi. Bình tĩnh Rose. Kiên nhẫn là đức tính lớn nhất của người thuần phục. Đấy, rất là hợp lý anh em ạ. Được đấy. Ô, có con ngấn mèo ấy nhỉ. Thật sự là những con mèo, con này ông này như bà này như là bà hiệu trưởng hay sao ấy. Chúng tôi đang chờ đợi. Ok, đuổi ra thôi anh em ạ. Mình nhìn trông cho đi gặp những cái người bạn của mình anh em ơi. Đây rồi. Đây 4 người rồi anh em ơi. 4 nhà huấn luyện luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Thành Eji làm cho chúng tôi cảm thấy thích thú với sự hiện diện của anh ấy. Thành Eji khiến có khá nhiều cái thứ khó hiểu anh em ạ. Hãy giải quyết chuyện này với Amelie. Rồi tôi cần bộ đồ đẹp đẹp nhở. Trong này nhìn cái bà này xinh hơn đấy. Hay hơn ở ngoài kia. Được rồi. Những đứa trẻ đúng không anh em? Chào các em. Ok. Tên của cô là Amelie và đại diện cho Temer Gui có cái chắc là huấn luyện là bắt thú anh em ạ. Ok, mỗi năm thì chúng tôi sẽ chọn một số thanh niên để trở thành người thuần hóa Nexomon và gia nhập vào hàng ngũ của chúng tôi. Hợp lý đấy. Đây sẽ là bước ngoặt cuộc đời của các em. Và tôi ở đây sẽ đảm bảo sự thành công của các em. Khá là khó hiểu, thề. Khó hiểu vãi trưởng. Cho tôi cho Nexomon phát nào. Vẫn là con này. Nhưng chúng ta cần có Nexomon của riêng mình. Đấy. Nên làm gì đây anh em? Như truyền thống của chúng tôi. Vâng, rừng phía Bắc là nơi lý tưởng để sở hữu những cái bạn đồng hành đầu tiên. Để có những cái người kiểu mua hay sao ấy. Mình không hiểu lắm cái từ đấy. Có thể là mua nhưng mà nghe có vẻ không hợp lý lắm. Bạn có thể đến lúc nửa đêm tôi sẽ đưa bạn từ rừng sau thì hết giờ. Con này như con mèo vậy. Ok, chúng ta cần nhanh qua đoạn này được không? Vãi trưởng. Phải chửi anh em.
các bạn xem còn thôi, vì lấy của Ujas. Khó hiểu nhỉ. Ok, nào bắt đầu thôi, đồng hồ đang đếm ngược à? Tích tắc đi đâu đây? Thề là không biết đi đâu. Ở đây có một cái này. Ồ, đi đâu đây? Chúng ta phải đến cái khu rừng kia để lấy Nexomon rồi, chắc chắn rồi anh em ạ. Tôi đi mua được kiếm vàng. Lên trên rừng này anh em ơi. Nhìn đẹp trai phết. Đẹp trai. Nai chó. Hay đấy, nhìn đẹp đấy anh em ơi. Thằng này còn đang hát hát chứ. Ok, chúng ta sẽ lên đường. Được rồi, vì đây là kế hoạch. Chúng ta sẽ làm cái gì đây? Ông bạn trẻ không giống như bình thường. Coco sẽ sử dụng cái skill của mình để theo dõi bất kỳ nơi nào cho chúng tôi. Thấy không? Sau đó người bình thường hỏi không hiểu lắm, thật sự là không hiểu lắm. Cứu giác của mình, đây là một sự lãng phí thời gian. Chúng ta sẽ làm gì đây? Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Cái câu chuyện này khá dài, tôi đã đi trên cái con đường gì đấy đây. Trời ơi. Nhanh cái nào, tôi cho nhanh cái. Mình cũng khá có cả nước mèo ấy anh em ạ. Cái gì đây? Cái quái gì đây anh em? Cái gì tự nhiên sao không gian là nó sáng không thể nào. Ok, Thành Ezi, bạn đang làm gì ở đây? Fuck, mình không hiểu luôn, mình không hiểu cái chuyện gì đã xảy ra luôn, thề không hiểu cái chuyện gì đã quái xảy ra. Hãy nghe tôi, có điều gió duy hiểm đang đến với chúng ta. The fuck, cái gì đây? Tôi không thể hiểu nó là cái quái gì cả. Bạn là ai? What are you? Go on. Cái gì vậy? Được rồi, chúng ta nên cứu ở đâu? What the fuck? Thật sự không biết con này là ai luôn, nên mình sẽ hỏi bạn này là ai vậy nha. Điều đó không quan trọng gì, bây giờ không phải lúc. Thành nghe gì? What the fuck? Hình như con này đến một cái thời gian nó quá sớm sao anh em ạ? Hình như là vậy. Quay trở lại trại trẻ mồ côi chỉ khiến những đứa trẻ khác gặp nguy hiểm. Hãy nghe tôi này. Bây giờ làm gì đây? Có một bức tượng giả ở phía bắc, hiểu chưa? Đó là một bí mật buộc phía dưới nơi bạn có thể ẩn nấp. Oh my god, không hiểu luôn chuyện gì đã xảy ra anh em. Thật sự rất nhanh lên, thời gian của tôi, thời gian của chúng ta đang trôi. What the fuck, cái gì vậy? Tự nhiên là có một con nào xuất hiện anh em ạ, nó rất là dã man luôn. Wow, tại sao bạn chạy như nào, không hiểu. Bạn muốn đi về phía bắc. Ok, Coco hỗ trợ con này, nó sẽ hỗ trợ mình à? Có lẽ tôi sẽ cho rằng nó tốt như bất kỳ con đường nào khác chắc chắn. What the fuck, con đi theo mình anh em ạ. Ok, đi phía bắc đi anh em. Hai đứa kia đi theo hai hướng khác nhau. Ở đây có bức tượng giả đây anh em, bức tượng của Nick Song ngày xưa là của mình. Chính những thằng trong bức tượng là của mình ngày xưa anh em ạ. Không. Thành nghe gì, nhìn này. Ok, wow. Bức tượng này đẹp quá anh em ạ, thật sự luôn. Con này nhưng mà con này nó đệ tử của mình à, có cái gì đó ở trên bầu trời. What the fuck, cái gì đây? Cái gì đây anh em? Cái câu chuyện này ạ. Nó siêu lớn anh em ạ. Cái câu chuyện này còn hay hơn cả Pokemon nữa, nó giống như một ngôi sao băng hay là cái gì đó. Cũng có thể thực hiện một điều ước, hãy cùng xem. Kiểu là có sao băng gái là chúng ta có thể ước cái gì gì đó linh tinh gì đấy. Hợp lý phết nhờ. Hay đấy. Rồi. Tôi ước là sẽ phiêu lưu hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường cả. Cái này không phải. Ui, what the fuck, không phải là bãi đạn sao băng gì mà nó nổ ngay ở đây. Con gì này? Ok, vừa ước xong. Mặt này hài vãi cả đạn đi các bạn. Một cười cái này cũng phiêu lưu hài à? What the fuck, cái gì đây? Con này khóc má rồi. Cái gì đó, quái vật là tự nhiên xuất hiện luôn. Hình như cái thằng kia nó bảo mình là nên cẩn thận con này anh em ạ. Đó là một con rồng. Đó là một con rồng. Sợ vãi cả tèo ra. Không đời nào chúng ta có thể chạy khỏi đó. Ok. Câu chuyện có vẻ khá là dài, đang khá là lan man anh em ạ. Khá là lan man. What the fuck, cái gì đây? Khóc rồi.
gì đó. Chưa, bạn đã quá chậm thành AZ. Con này bảo mình trốn đi anh em ạ. Tôi đã bảo bạn nhanh lên. Nó là một con rồng. Wow, what the hell, đánh nhau kiểu gì đây? Bình tĩnh. Cũng phải học cách chiến đấu ngay bây giờ. Đấy, bình tĩnh nhóc. Rồi ok, con này sẽ giúp đỡ. Đang có trợ giúp, tôi cần bạn chờ thêm một lúc nữa, bạn có thể hiểu được nó. Nó đang đóng băng thời gian anh em ạ. Tôi có vài thứ này cho bạn. Ôi, nó cho mình một con Nexomon. Ôi, đây rồi, chị ơi. Cho em một con Nexomon nào. Nào, lấy một trong những cái này. Ok. The fuck. Đây là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời, vì hãy lựa chọn một cách thông minh, thành em gì. Ok, đằng sau thì những con kia đằng sau mình bắt được hết mà. Nếu theo như Nexomon 1, bạn có thể sử dụng nó để chiến đấu với con rồng này, ngay cả khi nó chỉ có một chút. Tôi hiểu rồi. Ui, đẹp thế. Có hệ gì đây? Hệ nước này, hệ lá này, hệ lửa này, hệ bóng tối này, nhiều hệ vãi. The fuck, hệ gì đây? Hệ đá này anh em. Con lửa đẹp vãi đạn, mình chọn con lửa nha. Lumes. No. Hệ đá xem, hệ đá xấu vãi cả trưởng à. Con chim này nhìn giống đẹp này. Noki. Ok, tôi cho chọn con này đi. Con lửa, mình thích con này. Mình sẽ chọn Lumen. Ok boy. Đánh nhau nào chị ơi. Cho em đánh nhau phát, thử phát. Vào rồi anh em ạ. Ok, nó hướng dẫn mình cách đánh nhau dù cho những ai chưa từng chơi. Đánh nhau kiểu gì? Đánh ơi. Chuyến luôn. What the fuck? Vậy to quá anh em ạ. Có thể nhìn cho nó khủng bố quá. Ok, chúng ta sẽ team item skill flame. Chiêu này thì power sẽ 120. Chiêu này nó tăng cái gì đây anh em? Chiêu này nó tăng cái gì đây? Trong 5 lượt đối thủ của bạn sẽ bị các loại lửa cái gì đấy? Tối thượng các kỹ năng loại lửa tăng lên 20%. À, tăng sức mạnh của hệ lửa anh em nhá. Có nghĩa là tí nữa là đánh nó sẽ khỏe hơn. Có lẽ là vậy. Ca. Đây là 120. Ấn luôn anh em. À. Miss. Hey. Có ai từ không? Có team không? Không có team. 10% cơ hội inflict burn, gọi là đốt trực tiếp anh em ạ. Cái này crit 15%. Power 50, đối chính xác là 90, stamina là 5. Cái này khỏe hơn, power cái này khỏe hơn nhiều. 13. Ui cái này. Ui, chết bà rồi. What the fuck, mình yếu quá. Ôi trời, 23 phút rồi cả. Mình quên đấy mất là nó rất là lâu rồi. Chết luôn à. Con này nó khóc luôn đấy nhé, một cười vãi. Một con này khỏe quá, tôi đã bảo bạn là bảo anh ở lại mà. Cứ lao vào đánh nhau ngay anh em ạ, vì nó đánh cho bất tỉnh luôn. Chúng ta phải làm gì? Không phải làm cho nó đánh lại một con rồng. À, run away, chạy. Má ơi. Ok. Ok, chỉ là một cái hướng dẫn một chút thôi anh em ạ, mình nên chạy rồi. Chạy thôi, mình làm gì bây giờ? Cái gì vậy? Cái bức tượng đã được biến mất anh em ạ, mình sẽ chạy vào cái bức tượng luôn anh em ơi. Oh my god. Đi nào. Nhưng mà cái này buồn cười quá, cái game này kiểu game hài anh em ạ. Ôi chạy, ném luôn vào trong cả cái bức tượng ạ. What the fuck. Ok, wake up dậy nào, nơi này là an toàn rồi anh em ạ. Có lẽ là chúng ta sẽ cứu nhé, xin chào và lại anh em trong tập ngày mai nha. Bye bye.